Kính chào Trương Thiên Vị, kính chào quý thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Hôm nay là một ngày vui của tôi vì sau bao nhiêu tỷ năm tôi thất lạc với những người con và tôi lặn lội xuống thế, và gần đây thì tôi đã tìm gặp được các con của tôi. Và hôm nay chúng tôi cũng trân trọng xin phép tất cả người Việt Nam ở trong nước cũng như những người Việt Nam lạc loài ra khắp năm châu bốn biển. Chúng tôi cũng xin phép Chủ tịch nước Việt Nam và chính quyền các cấp từ thôn, xã, huyện, tỉnh và trung ương để quý ngài cho phép chúng tôi được mở một cái kỷ nguyên mới, một cái chương trình mới cho con chúng tôi, vì muôn tỷ kiếp mới gặp được nhau. Và nay thì tôi đã tìm được người con gái sau không biết bao nhiêu chục năm, bao nhiêu ngàn năm. Con gái tôi khi tôi ra hải ngoại thì đến năm 2012 tôi đã trở về hồi hương và để tìm những người con trai và con gái của tôi. Nhưng mà con tôi lại trôi lại đi qua tận chân trời Âu Châu, Anh Quốc. Và đến năm nay, đến giờ này, chúng tôi mới gặp được nhau. Cho nên, khi gặp nhau, thì chúng tôi muốn dâng hiến, muốn cống hiến với cái tình thương yêu, tha thứ. Và chúng tôi chỉ lấy cái tôn chỉ là tha thứ và thương yêu, từ bi và bác ái để phục vụ. Và chúng tôi lại là những nghệ sĩ, những nghệ nhân, cho nên chúng tôi muốn dâng hiến, muốn mở một tấn cuộc mới để cống hiến đến nhân loại, đến loài người, đến chư thiên vị và tất cả người Việt Nam cũng như nhân loại, loài người trên thế giới. Tuồng mở ra thì có hay và có dở, do đó mà hôm nay chúng tôi xin khởi đầu cho một cái tấn tuồng mới, tấn tuồng của nhân loại, của loài người. Chúng tôi chỉ với cái tình tha thiết, thiết tha để được dâng hiến, để được phục vụ chư thiên vị và tất cả độc giả, thính giả, cũng như tất cả các chính quyền các cấp ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Và chúng tôi trân trọng xin phép từ trung ương tới địa phương để cho cái màn tuồng mới của chúng tôi diễn nó được. Nếu hay thì xin quý vị cho một tràng pháo tay, nếu dở thì quý vị cũng lượng tình tha thứ, vì cha con chúng tôi chỉ với một cái tấm lòng thành là dâng hiến và dâng hiến. Sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu con gái tôi Kiều Phương Lê sẽ diễn ngâm những bài thơ và khởi đầu cho cái màn tuồng mà chúng tôi sẽ mở ra để hầu đến quý vị thính giả, hầu đến chư thiên vị và hầu đến nhân loại, loài người. Mong rằng cha con chúng tôi sẽ được đón nhận một cách nồng nhiệt. Và mở đầu là bài thơ Dòng Tiên do tôi sáng tác và do con gái tôi Phương Lê hay là Kiều Lê Phương trình bày bản bài thơ Dòng Tiên. Xin quý vị nghe, và nếu hay xin cho một tràng pháo tay, nếu không hay xin quý vị cũng miễn thứ cho cái tấn tuồng mở đầu, thì thế nào nó cũng có những sự không được vừa ý được khán thính giả. Xin trân trọng cảm tạ quý vị khán thính giả, cảm tạ các giới chức chính quyền địa phương cũng như trung ương
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của tất cả những người Việt Nam ở hải ngoại, năm châu và bốn biển, xin trân trọng giới thiệu và xin trân trọng cúi đầu thành kính, tha thứ và thương yêu, từ bi và bác ái là cái mục đích cuối cùng của nhân loại, của loài người. Dạ, xin cảm tạ chư thiên vị. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn Đại Thiên Tôn. Nam mô Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ Diên Cung Tây Mậu. Nam mô Lâm Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Khai Cơ Thánh Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin ngâm bài thơ của cha Kiều Nghiên Tá, Rồng Tiên. Nam mô A Di Đà Phật. Rồng xuống biển rước tiên bay lên núi, sinh trăm con trong một bọc vuông tròn. Nội Bắc Việt 5.000 năm tiến mãi, vượt phong ba rồi biến quá đời đời. Trăm giống quý đến nay ngày khai hội, quy về nguồn mở cửa nước trời Nam. Người Việt ta ôi nguồn cội nguyên tiên, trong càn khôn vinh hiển cội thượng tiên. Rồng bay lượn rực trời tiên hạnh phúc, quấn quýt yêu tình thái cực nảy sinh. Thiên thần cấp nhạc trời gian vũ trụ, đón mừng ngày dân Việt khai hoàng ca. Âm ba dòng này mầm dòng giống quý, nhất tinh cầu cá vũ trụ ngợi ca. Nước Việt Nam cùng nhân loại reo ca, gốc tiên rồng hạnh diện đón long hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Rồng xuống biển rước tiên bay lên núi, xin vinh hiển
vô cực đại chí tôn đại thiên tôn. Nam mô vô cực từ tôn tây thiên bá chủ dương cung tây mẫu. Nam mô long hoa giáo chủ di lặc tôn phật khai cơ thánh đức. Nam mô a di đà phật. Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát.